Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta quay trở lại câu chuyện của Hoàng Xanh Official với tập đoàn lừa đảo của bà Trần Thị Hoa ở Tiền Giang. Thì thông tin mới đây quý vị khán giả cũng đã từng ủng hộ Hoàng Xanh và luôn theo dõi những cái video của em làm từ thiện, cũng như là video mới gần đây thì Hoàng Xanh chia sẻ về việc công an ở Tiền Giang đã mời Hoàng Xanh đến. Nhưng mà vì trong cái thời điểm này thì quý vị khán giả biết là ở nơi vùng sâu, vùng xa hoặc là những nơi mà xa hơn, những cái nơi mà vùng ít dịch thì hiện tại chỉ chích được một mũi thôi. Còn hiện tại thì nếu như mà những cái nơi nào mà dịch giống như ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận thì đã được chích hai mũi vaccine. Thì hiện tại Hoàng Xanh cũng chia sẻ là do chích một mũi cho nên là việc đi lại thì nó cũng không có được là thông hành. Và đồng thời phía công an gửi thư mời Hoàng Xanh thì cái thời gian nó cũng đã trễ quá. Hoàng Xanh cũng chia sẻ quý vị khán giả biết rồi đó, vào 8 giờ thì có mặt tại ở công an Tiền Giang. Tuy nhiên thì chiều cùng ngày mới nhận được thư. Và điều đó thì Hoàng Xanh cũng chia sẻ và thông tin lại với phía công an thì họ sẽ hẹn là gặp Hoàng Xanh vào dịp khác, sẽ có một cái lá thư mời khác. Như vậy đây là một cái tin mà chúng ta rất là mừng, thật sự Phương Văn rất là mừng. Và quý vị khán giả trong và ngoài nước cũng mong là công an cũng như là cơ quan chức năng vào cuộc về vụ việc này, để nhằm là những người mà lừa đảo đó quý vị khán giả, họ có là có những cái động thái sợ hãi và đồng thời họ sẽ rút lui và họ sẽ bỏ những cái hành nghề mà đi lừa đảo như vậy. Ở đây chúng ta nhận định ngay từ đầu, bà Trần Thị Hoa này chắc có lẽ cũng không phải là tên Trần Thị Hoa đâu. Bà lấy cái tên là Hoa thôi và bà nói Tiền Giang, nhưng mà chưa chắc gì bà ở Tiền Giang. Nhưng đâu đó thì hiện tại cái thông tin mà bà Hoa này đã gọi điện thoại cho Hoàng Xanh cũng như là nhắn tin đòi cái số nợ mà Hoàng Xanh là đã mượn bà Hoa đó là 90 triệu đồng. Mà bà này vu khống ngay từ đầu thì chúng ta đã biết rồi, qua những cái thông tin Facebook cá nhân mượn đòi mượn tiền và đồng thời là qua Viber đòi nợ. Rồi bà này cũng chụp được cái chứng minh thư của Hoàng Xanh đâu đó. Mà chúng ta biết là thông tin hiện tại thì trên mạng thì chắc có lẽ là khó kiểm soát được. Như ban đầu Hoàng Xanh đã chia sẻ là chỉ một lần mua trả góp xe thôi ở các công ty mà tài chánh, thì không hiểu làm sao có lẽ là những cái thông tin này họ là có những cái thông tin họ là có thể là mua, hay là có thể thông tin những người nhà người thân gì đó mà họ lấy được cái thông tin này, cho nên họ cố tình tập đoàn lừa đảo của họ xoay quanh với nhau hết người này tới người kia, đóng giả dạng người này rồi người kia, nói là mượn tiền, cho mượn tiền. Mà thật sự cái điều mà chứng minh bà Hoa đã chia sẻ đó quý vị khán giả, may là Hoàng Xanh đã ghi âm lại được, thì bà Hoa chia sẻ cái câu chuyện lên là chuyển tiền cho ông bà Tạ Thị Nhẫn nào đó, thì chúng ta thấy là đây là một cái điều mà họ đã lừa dối, lừa gạt thôi. Cái câu chuyện mà cái việc mà chuyển cho người khác mà đi đòi Hoàng Xanh thì thực sự nó vô lý, mà tập đoàn lừa đảo của bà Hoa này gán cố tình, phải nói là họ lương lẹo tráo trợn để đi lừa những người thật thà chất phác. Hoàng Xanh thì cũng đã hiểu biết, đã đi làm từ thiện, chứ nếu như những người dân khác có thể là họ hù dọa hoặc là cái gì đó thì lại là chuyển tiền đó. Nhưng mà lừa đảo thì các bạn thấy là nếu mà chúng quay Hoàng Xanh hoặc là một số người khác YouTuber thì họ cũng phải lên cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi giống như Hoàng Xanh thôi, chứ không thể nào mà im lặng rút kinh nghiệm được. Chắc có lẽ là một vài người cũng là không đồng tình, do là Hoàng Xanh chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng như vậy, họ cho rằng là Hoàng Xanh blue la lên livestream, nếu như bị gì như vậy thì phải rút kinh nghiệm. Mà bây giờ rút kinh nghiệm chỗ nào? Người ta đã tấn công, ta đã lừa đảo thì chỉ có báo công an thôi, hoặc là chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng, và có một ai đó biết đâu được người ta có biết bà Hoa thì bà Hoa sẽ là ra mặt thôi. Và ở đây có một vị khán giả mình xin phép là vị khán giả nói là chia sẻ cái thông tin cho Hoàng Xanh nhưng mà liên lạc Hoàng Xanh không được, thì em cũng xin anh hoặc là chú hoặc là cô chú bác gì đó có thể là mình nhắn qua trong cái phần bình luận của kênh Hoàng Xanh, nhắn trực tiếp
thì Hoàng Xanh có thể nhận được. Và cô chú bác có muốn chia sẻ thông tin gì, nếu biết thì sẽ chia sẻ trực tiếp cho Hoàng Xanh. Kênh Phương Văn Official cũng nhận được cái thông tin từ quý vị khán giả. Nhưng mà ở đây Phương Văn cũng xin cảm ơn. Có gì khán giả sẽ bình luận trực tiếp bên kênh Hoàng Xanh để cung cấp thêm thông tin để giúp đỡ em ấy. Phương Văn cũng chân thành cảm ơn vị khán giả rất là nhiều. Thì sau khi mà Hoàng Xanh chia sẻ cái video nói về công an đã tiếp nhận được cái đơn tố giác của Hoàng Xanh đó, thì chúng ta thấy là đâu đó chúng ta cũng có cái niềm vui. Vì công an đã vào cuộc thì trước sau gì cũng ra. Mặc dù là Phương Văn nhận định như thế này nha quý vị khán giả, mình chỉ đoán thôi. Nếu bà Hoa này bả là không phải ở Tiền Giang và cũng không phải là tên Trần Thị Hoa, thì chắc có lẽ là cái số điện thoại và bằng nghiệp vụ của công an thì cũng tìm ra được thôi. Thì quý vị khán giả thấy những người lừa đảo này làm sao qua mặt được công an. Đã là bên phía công an người ta tìm ra thì không có đường trời nào mà tránh khỏi hết. Dù bà lên trời hay là xuống biển đi nữa cũng không thể nào mà thoát khỏi công an. Mình tính mình đi lừa đảo cộng đồng mạng trong và ngoài nước người ta cũng biết. Khi mà chia sẻ lên thì biết bà Hoa này là một tập đoàn lừa đảo rồi. Chứ không thể nào mà một người đàng hoàng chân chính hoặc là nhà hảo tâm mà đã cho Hoàng Xanh mượn. Nghĩ thì sao, cái người xa xôi mà cho Hoàng Xanh mượn số tiền như vậy, rồi bây giờ cứ đu bám theo là đòi tiền. Tới ngày hôm nay thì thực sự Phương Văn cũng như là tất cả quý vị khán giả đều có những cái thông tin vui là hiện tại công an đã tiếp nhận được đơn tố cáo của Hoàng Xanh. Đó, thì đâu đó rồi chúng ta hãy chờ đợi công an sẽ phối hợp và những cái lời khai của Hoàng Xanh cũng như là những cái chứng cứ mà tin nhắn rồi Facebook cá nhân rồi những cái tin nhắn qua Viber và đồng thời đặc biệt là số điện thoại. Thì chúng ta thấy là những cái thông tin cho rằng là bà Trần Thị Hoa này bãi là giả mạo tên Trần Thị Hoa và bà nói là chuyển khoản cho Tạ Thị Nhẫn 3 lần. Thì Tạ Thị Nhẫn thì bà cứ đi tìm Tạ Thị Nhẫn mà đòi. Còn cái này đâu có chuyển cho Hoàng Xanh đâu mà bà lên cộng đồng mạng để đặt, bịa đặt và gọi để là đòi tiền. Cái điều hết sức vô lý mà bà Trần Thị Hoa này cũng không sợ trời, không sợ đất và cũng không sợ pháp luật. Cái tập đoàn lừa đảo của bà, sau khi mà hai cái cuộc gọi điện thoại đã ghi âm, bà Trần Thị Hoa là một người khác và cái chủ nhân của số điện thoại mà bà Hoa đã từng lấy nhắn tin và gọi cho Hoàng Xanh là một người phụ nữ khác bắt máy, và họ cũng đã thách thức Hoàng Xanh đưa ra cộng đồng mạng và đồng thời báo công an, và họ đã tìm. Xin lỗi chị à, bây giờ tập đoàn lừa đảo của chị mày lo rung đi đó, chị với bà Trần Thị Hoa với người Tạ Thị Nhẫn đó là lo rung đi ha. Đó, bây giờ công an vào cuộc sẽ là lôi ra được thôi. Mặc dù là qua lời nói của Trần Thị Hoa là người ta biết được, cộng đồng mạng rất là thông minh, họ biết được là ngay bà Trần Thị Hoa trong cái đoạn ghi âm đó là không thể là người là Mạnh Thường Quân hay là chủ doanh nghiệp đó. Và lừa đảo như vậy thì đâu có cái khả thi đâu. Lừa đảo như vậy là không thể nào mà lừa đảo được đâu, không thoát khỏi được đâu. Tính đâu là nhắn qua nhắn lại rồi thôi, ai ngờ đâu là đi làm tới luôn. Bây giờ công an cũng đã vào cuộc đó. Bây giờ tập đoàn lừa đảo của bà Trần Thị Hoa nên là rút lui tránh né, nhưng mà cuối cùng rồi không có tránh được đâu. Thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ là thư mời do cái khoảng thời gian dịch như vậy đó, bưu cục chuyển đi nó cũng mất cái thời gian dài hơn, cho nên khi tới nơi thì ít nhất cũng phải là trước 1-2 ngày để Hoàng Xanh sắp xếp. Thì hiện tại là phía công an và Hoàng Xanh cũng đã có những cái thông tin cho nhau, và chúng ta hãy đợi thư mời khác Hoàng Xanh sẽ lên làm việc với công an là trình báo những cái hành vi lừa đảo của cái nhóm bà Trần Thị Hoa này. Thì chúng ta thấy là hiện tại bà Hoa bây giờ mà có nhắn tin mà gọi điện thoại cho Hoàng Xanh giống như hôm trước nữa thì Phương Văn thấy là cái điều đó chắc có lẽ là không có nữa đâu. Bây giờ rút lui là sợ, tại vì cái tập đoàn lừa đảo của bà trà trộn trong khán giả này đã lắng nghe Hoàng Xanh chia sẻ, và đồng thời ở đâu đó thì họ cũng đã vào kênh Phương Văn, họ cũng có nghe. Có thể là như vậy thôi quý vị khán giả, để nắm thông tin xem coi cái vụ việc tiến triển tới đâu và cái mức độ mà lừa đảo không được á, nó sẽ như thế nào, để họ còn nắm tin tức quý vị khán giả. Bây giờ chắc có lẽ là tập đoàn lừa đảo của bà Trần Thị Hoa đã nắm được cái thông tin là công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của Hoàng Xanh rồi đó. Thì bây giờ tập đoàn lừa đảo của bà Trần Thị Hoa này là bắt đầu rung, bắt đầu tìm cách cớ nữa để là lảng tránh hoặc là trốn thoát quý vị khán giả.
hoặc là hủy cái số điện thoại đó luôn đó. Bây giờ mai mốt mà gọi lại số điện thoại đó là bắt đầu một người khác nữa nói tôi mua lại cái số điện thoại này của từ tổng đài hoặc là của người A, người B, người C đó. Xin lỗi tập đoàn của chị Hoa nha, dù cho chị có cái cách nào đi nữa thì công an cũng tìm ra thôi, đâu có chạy thoát được. Nếu như mà trước đây chạy thoát thì bây giờ bao nhiêu cái vụ án lừa đảo thì đã chạy được rồi. Ở đây thì bà Trần Thị Hoa, xưng là Trần Thị Hoa, tôi lấy chứng minh thư đó thì sao, tôi chụp chứng minh thư đó thì sao. Cái cách trả lời của bà Trần Thị Hoa này là thấy là một người lừa đảo trắng trợn, chứ không phải là cái người mà cho Hoàng Xanh mượn tiền hoặc là chuyển 2-3 lần mà không thấy mặt, không xa xôi như vậy mà chuyển cho Tạ Thị Nhẫn mà đi đòi Hoàng Xanh, thực sự là vô lý. Mai mốt mà có đặt điều du khống người khác nữa thì phải suy nghĩ cho nát đầu nát óc đi, chứ để khi mà chia sẻ ra cộng đồng mạng thì tất cả những người cộng đồng mạng người ta cũng nhận định được là cái sự lừa dối trắng trợn của bà Trần Thị Hoa cũng như là tập đoàn lừa đảo của chị thì không có khả thi đâu. Hãy nên dừng lại những cái hành vi của mình và đồng thời bỏ cái nghề này đi. Chứ cái nghề này lừa đảo là sau này trước sau gì thì cũng dẫn mình đi một đường đi mà không có đường về ha. Rồi lịch là đếm mấy cuốn thì tập đoàn lừa đảo của bà Trần Thị Hoa chắc có lẽ bây giờ chuẩn bị đi, khi mà công an vào cuộc rồi sẽ lôi ra nguyên cái tập đoàn lừa đảo của người đó ABCD gì đó trong cái nhóm group của chị đó. Và không những vụ này mà họ còn tìm cách cớ nhiều cái vụ lừa đảo tinh vi khác nữa, công an sẽ vào cuộc và lôi ra nguyên cái tập đoàn lừa đảo. Lúc đó ha, mình là nổi tiếng, nổi tiếng trên báo lắm à, nổi tiếng trên báo công an nè, nổi tiếng trên nhiều báo khác để đưa ra cái mặt của mình, cầm cái bản tôi là Trần Thị Hoa, tôi là trong cái hành vi lừa đảo của cái nhóm này, vân vân đó. Từng người một của các bạn sẽ xếp hàng được các chú áo xanh chụp hình đăng báo rồi ha, gương mặt của mình rõ ràng. Lúc đó gia đình cha mẹ con cái của mình, chồng con của mình đó, rồi không biết đó là mặt mũi mình đừng có gầm xuống mà mình hãy là ngẩng mặt lên đó. Tôi từng là cho Hoàng Xanh mượn 90 triệu đồng nha, chị Trần Thị Hoa. Kính thưa quý vị khán giả, ở đây chúng ta thấy là cái tập đoàn lừa đảo của bà Trần Thị Hoa này cũng như là một nhóm group khác lừa đảo, họ rất là tinh vi, họ lừa đảo ra những cái thông tin, nào là nhắn tin bên Zalo hoặc là nhắn tin trên điện thoại, nào là trúng thưởng gì đó, hãy chuyển tiền để đóng thuế và đồng thời hãy nhấp vào đường link này để là thay đổi nếu không phải là bạn. Rồi giả dạng là ngân hàng cũng nói là ngân hàng sẽ trừ bạn tiền 2 triệu đồng trong vòng 2 tiếng đồng hồ tới, nếu không phải là bạn thì bạn hãy nhấn vào đường link này, vân vân. Họ bây giờ họ dùng những cái công nghệ, rồi họ có những cái chiêu trò lừa đảo đó, mánh khóe đủ điều hết trơn để nhằm là lừa đảo tiền bạc của những người mà dân lương thiện. Thì họ là lừa đảo, họ ác đức lắm quý vị khán giả ơi. Họ không bao giờ họ nghĩ tới cái chuyện mà khi mà lừa đảo được ai đó rồi người ta mất tiền bạc như vậy, người ta đau khổ như thế nào, rồi người ta khó khăn trong cuộc sống. Và những người lừa đảo này không bao giờ họ sống được cái tâm họ yên nổi. Mai mốt là họ luôn lúc nào cũng phải hồi hộp và đầu óc họ cũng nghĩ ra những cái câu chuyện làm sao để lừa đảo được những người này người kia. Họ tìm ra mánh khóe manh mối, tối ngày ăn rồi họ lập đàn hoặc lập group, họ lập nhóm và họ suy nghĩ ra những cái chiêu trò đó để là đi lừa đảo. Nhưng mà rồi những cái người này là không bao giờ mà chạy trốn nổi pháp luật đâu quý vị khán giả. Chúng ta biết rồi đó, từ trước tới giờ những ai mà lừa đảo có bao giờ mà nằm yên ngủ yên được hay không đó, luôn lúc nào đó tim cũng hồi hộp rồi tâm can cũng không bao giờ được bình yên được. Đâu đó là chúng ta thấy là những người đó rồi khi nào mà công an vào cuộc rồi đó là sẽ vạch trần sự thật và đồng thời sẽ hốt họ đi gọn thôi, hốt cho đi ăn kem, cho đi uống hay trà sữa ha. Các chú áo xanh mà đi tới rồi đó, ở đó mà rung ha, trốn chỗ này rồi trốn chỗ kia đó. Lúc đầu thì hay lắm, cái chị mà chủ nhân có số điện thoại nói ranh rách hay lắm, tôi sẽ là nhờ công an, nhờ an ninh mạng điều tra đó. Bây giờ cái số điện thoại của mình mà mình nói thì sao mà mình cho người khác mượn điện thoại mà để nhắn tin gọi điện thoại nhiều lần để đòi Hoàng Xanh 90 triệu đồng, mà trong khi đó là cho Hoàng Xanh mượn đó. Cái điều mà vu khống và bịa đặt là không có căn cứ mà chuyển tiền cho Tạ Thị Nhẫn.
Thì bây giờ tập đoàn lừa đảo của chị đi tìm ông bà Nhẫn, Tạ Thị Nhẫn mà đòi ha. Đó, nghĩ thì sao mà đi đòi hoàng xanh 90 triệu đồng mà trong khi đó cho người khác mở mà đòi hoàng xanh. Cái điều hết sức là vô lý, mà tập đoàn lừa đảo của chị cũng cố tình, phải nói là phải cố hết sức để đòi hoàng xanh. Ừ, cô cho con mượn đó, mấy lần thì con cứ cộng lại đi rồi con biết. Đó, nếu mà con nói là con biết là cô sẽ đi xuống tới nhà cô. Đó, bây giờ bà Trần Thị Hoa ơi, bây giờ công an Tiền Giang đã nhận đơn của Hoàng Xanh rồi đó. Bà bây giờ bà chích được mấy mũi rồi, bà mau mau đi xuống chỗ Hoàng Xanh đi, bà đem hết những cái giấy tờ, những cái gì mà chuyển khoản cho Tạ Thị Nhẫn đó, bà đem xuống trình báo công an luôn, để công an giúp bà với Hoàng Xanh lấy lại danh dự cho nhau. Tại vì Hoàng Xanh khẳng định là không có mượn của bà, còn bà cho rằng là bà đã cho Hoàng Xanh mượn. Thì bây giờ cả hai cùng phối hợp với nhau để đi đến công an, giúp cho hai bên đều lấy lại danh dự của mình. Đó, bây giờ nói là bà không lừa đảo, bà cho mượn Hoàng Xanh mượn thật sự thì cũng lấy lại danh dự, và đồng thời Hoàng Xanh không mượn thì Hoàng Xanh cũng lấy lại danh dự. Đó, chúng ta biết rồi, Hoàng Xanh là một trong những mà em đi làm thiện nguyện từ trước tới giờ, hiền lành chất phác, là đi hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa, tất cả những người mà mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước luôn ủng hộ cho em ấy. Và đồng thời từ trước tới giờ đi làm từ thiện, những cái số tiền nhỏ nhoi mà chúng ta thấy đâu phải hàng trăm tỷ đồng đâu quý vị khán giả. Cái số tiền đó mặc dù là nhỏ nhưng mà chuyển tới bà con ở vùng sâu vùng xa, những nơi mà khó khăn như vậy, họ rất là quý quý vị khán giả, họ rất là trân trọng, và đồng thời họ nhận được những cái món quà hoặc là những cái số tiền mà mạnh thường quân chuyển về cho họ đó, họ cảm thấy là rơi nước mắt. Đôi khi họ thật thà chất phát á, quý vị khán giả, nói lời cảm ơn mọi người, cảm ơn khán giả mạnh thường quân đi nữa, thì họ cũng là e ngại không dám nói ra. Thậm chí là Hoàng Xanh cũng gợi ý cho chị nói lời cảm ơn mạnh thường quân cho chị đi, thì chị mới là e ấp được là vài câu nói là cảm ơn. Đó, họ rất là hiền lành chất phác, đôi khi họ không có quen với công chúng. Và đồng thời là những cái nơi vùng sâu vùng xa đó, nếu như không có một người giống như Hoàng Xanh và các mà YouTuber khác để làm cầu nối, thì khó mà mạnh thường quân đã gửi và đồng thời là chuyển quà hoặc là giúp đỡ họ được. Tại vì những nơi vùng sâu vùng xa ấy, họ khó khăn lắm. Cho nên là cái chuyện mà đi làm cầu nối, làm thiện nguyện, đó là một cái điều rất là tốt. Phải nói là Phương Vân rất là cảm ơn những em mà đi làm cầu nối thiện nguyện giống như Hoàng Xanh như vậy. Và các cô, các chú, các bác là mạnh thường quân, là nhà hảo tâm, là có cái tấm lòng vàng để là hỗ trợ giúp đỡ như vậy. Thực sự là cảm thấy rất là ấm lòng khi mà bà con đã nhận được cái số tiền ủng hộ cũng như là cái món quà mà mạnh thường quân đã gửi cho họ. Qua đây thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện của Hoàng Xanh bị hại hai lần, thì đâu đó chúng ta thấy là Hoàng Xanh cũng là lấy lại được cái danh dự của mình và đồng thời giải oan cho mình thôi. Đó, nhưng mà các bạn thấy là rất là rắc rối, tại vì đang công việc làm ăn đang yên đang lành thì giờ có cái chuyện tới thì phải đi qua công an rồi phải đi lại, nó mất thời gian. Nhưng mà đâu đó chúng ta thấy rồi là cũng minh oan cho Hoàng Xanh thôi. Thực sự có những lúc thấy tội nghiệp. Các bạn biết sao không? Không phải là vì là Hoàng Xanh nổi tiếng hay là vì là Hoàng Xanh là cái người mà đi làm thiện nguyện. Thậm chí cái người dân bình thường đi nữa mà chúng ta thấy là bị bọn lừa đảo, nó là lừa đảo, lừa gạt như vậy thì chúng ta cũng thấy là thương. Chứ không phải vì là nói Hoàng Xanh nổi tiếng là chúng ta phải theo, không phải là như vậy đâu quý vị khán giả. Thực sự là một người dân bình thường khác thôi, không phải là Hoàng Xanh, mà bị bọn lừa đảo nó trấn lột như vậy, nó ép người ta tới đường cùng như vậy, thì cộng đồng mạng cũng như là mọi người cũng phải lên tiếng binh vực vì lẽ phải thôi. Chứ đừng có nói là Hoàng Xanh là một trong những người là của công chúng và đồng thời đi làm thiện nguyện như vậy bị hại, thì chúng ta phải đồng lòng và lên án những người mà lừa đảo như vậy. Quý vị khán giả phải ủng hộ tinh thần cho em ấy, để đôi khi trong khi đi làm thiện nguyện, đôi lúc có những cái sóng gió, và đồng thời làm người tốt cũng không phải là dễ dàng. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy là nhiều mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước và nhiều khán giả cũng thương yêu em Hoàng Xanh nhiều hơn, để ủng hộ tinh thần cho em ấy, để vượt qua đôi khi đi làm mà từ thiện có nhiều cái trắc trở như vậy.
Thật sự ra mà nói á, đôi khi đi lại nó cũng khó khăn nè. Rồi á, là có những cái tiếng tai như vậy, không ai mà muốn đó là xảy ra ngoài ngoài tầm kiểm soát. Cho nên chúng ta cũng ủng hộ tinh thần cho em ấy, và đồng thời cũng mong là Hoàng Xanh tiếp tục trên con đường thiện nguyện của mình để giúp đỡ bà con nghèo nơi vùng sâu vùng xa. Thôi thì chúng ta hãy chờ đợi những cái thông tin tiếp theo. Nhưng mà Phương Văn cứ nghĩ cũng như là quý vị khán giả đoán được là cái tập đoàn lừa đảo của bà Hoa đã nghe biết được cái thông tin này thì họ sẽ rút lui và họ sẽ không dám làm gì Hoàng Xanh nữa đâu. Nhưng mà bây giờ đã công an vào cuộc rồi thì chúng ta sẽ cố gắng, Hoàng Xanh cũng cố gắng để làm cho tới luôn, để là công an vào cuộc vạch trần sự thật cái nhóm lừa đảo này, để mai mốt họ không còn lừa đảo những người dân lương thiện khác nữa. Thôi thì Phương Văn xin phép dừng video ở đây. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị khán giả, các cô, các bác, các chú trong cũng như là ngoài nước thật nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.